Pearl Road Vietnam sập rốc nom khnir chơi lôi thanh kia tin đây cả sĩ cam sang tiền lồng hai nơi chôn ở bón trong Pearl đầm lái ác chơi là nạ trop cho thầu. Sau đó đã là tra cáp ra công chơi nơi thanh kia nâng đầm lái đây thẹn chọc kê sáng kết khởi miền bờ chiếc chôn Việt Nam can để tràn lắng ba nom khnir tự chơi lôi thanh kia đã bày tin đây nơi tam đầm bón thì chôn ở bón sầm rạp cả sang sang tiền sân nạ lồng hai rư hai tha homestay đại miền ca bằng cát cả sĩ than đam đốt đầm nam hoàng đại ní ba giống tam sĩ đây ri cả muối đại sa report đầm miền khnông sập Việt Nam VN Express prapop đồ đái ban này đăng tiếp thả Pearl Road Việt Nam đại ban chơi lôi thanh kia đã bày tin đây cả sĩ cam tiền núc miền nẻ khác ban độ prapa nhà robot phù kê pi thanh kia rob mượn đồ lá cày mượn khơi pi tra cáp prapa nhà thổi chốt hai bài một chơi lôi thanh kia bằng thanh tiết nơi khnông ở tra cáp prapa pi pi rồi khnông một chấm đã bày tin đây cả sĩ cam nơi đầm bón chôn ở bọt phù kê ban lướt lan thả đầm lại đây cả sĩ cam nơi chi còn Hà Nội ban thẹn cho rằng khẳng nơi mũi rìa phần lòng một nít đại chơi ở các sầm rạp phù kê khnông cả tin ban đầm lại tháo cuộc sau mà tra cáp prapa cầm chơi nơi thanh kia có một sơ chỉ khuất phần màn đại đầm lại đây cả sĩ cam nơi đầm bón mũi chấm ruộng khnông protein Việt Nam miền ca thẹn cho phần màn đọc rằng tờ mà phê pê rồi nơi chấm nít nơi miền ca thẹn cho phần hai ពីពាន់២មួយតួយ៉ាងណាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានផ្ដល់ដំបូន្មានថាអ្នកវិនិយោគគួរតែមានការគិតគូរឱ្យបានហ្មត់ចត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុឬកម្ចីធនាគារដើម្បីទិញដីសាងសង់ផ្ទះស្នាក់លំហែនៅជនបទនេះពីព្រោះទីផ្សារអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីបានកើនឡើងខ្ពស់នាពេលកន្លងមកអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើចង់ទិញដីកសិកម្មឬដីព្រៃអ្នកវិនិយោគត្រូវមានដើមទុនខ្លួនឯងយ៉ាងហោចណាស់70%ហើយត្រូវមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការសងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារវិញក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិចពីឆ្នាំបើតាមអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យវៀតណាមបានគូបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះស្ថានភាពទីផ្សារចលនាទ្រព្យជារួមនៅក្នុងប្រទេសនេះគេរំពឹងថានឹងអាចចាប់ផ្ដើមមានកំណើនងើបឡើងវិញនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2026ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបាននិ